Ê, đừng hồi đấy. Đấy. Con không dùng điện thoại để quay rồi. Bây giờ là 19 giờ. Bản tin thời sự tới nay, ngày 1 tháng 1 năm 2022 sẽ chuyển đến các vị khán giả những nội dung đáng chú ý sau đây. Người dân Việt Nam và thế giới đón năm mới trong không khí có phần trầm lắng, thận trọng hơn do sự bùng phát trở lại của dịch bệnh. Tất cả cùng ước nguyện cho một năm mới bình an. Các nhiệm kỳ ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Trả phí khi gián thẻ thu phí không dừng đường bộ từ hôm nay, cùng với đó là nhiều quy định quan trọng mà chủ phương tiện xe cơ giới phải thực hiện. Thành phố Hồ Chí Minh hồi sinh sau những tổn thất nặng nề vì đại dịch Covid-19 trong năm vừa qua, minh chứng mãnh liệt về sức chống chịu và vượt qua thử thách của xe cơ giới kinh nghiệm lớn nhất.